Hello, xin chào mọi người. Đây là vườn cây cao su 600 cây. Vườn cây hành lý. Đây là miệng cao su, miệng gốc vẫn còn nguyên, không có chưa có cạo luôn. Đây là vườn cây sắp tới đây. Vườn của tôi và em của tôi tên là Quỳnh Tấn Phong. Kênh của nó là Thánh Ve Chai và Hóng Xe, và nó sẽ lên đây nó cạo. Bây giờ tôi quay lại để giới thiệu cho nó cái vườn cây như thế nào. Mất công nó không biết vườn cây như thế nào, nó chạy lên đây xa xôi. Đây là với cái vườn cây thì cái miệng cạo cũng khoảng 3 mét 3 mét rưỡi rồi. Vườn cây như thế này. Vườn cây này là có, để coi đếm phải coi được bao nhiêu hàng. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai hàng. Mười hai hàng dài. Mười hai hàng như thế này, và mỗi hàng thì nó dài lúc chỉ như thế này. Không biết một hàng là bao nhiêu cây nữa. Hàng cỡ chắc 100 cây quá. Dài từ đầu này. Đây, từ cây này. Và dài xuống đây. Đó. Dài xuống cái chỗ mà trống trống có ánh sáng. Là người ta cưa rồi đó. Là tới đó. Mà giờ thì... xa quá tôi cũng không có đếm được số cây bao nhiêu. Thì chủ vườn cây này thì nói cái vườn này là 600 cây. Nhưng mà tôi nghĩ chắc cỡ hơn á, thấy vườn rộng lắm, vườn hơn chắc cỡ mẫu rưỡi á. Đây là những cái cây mà người ta từ đầu năm giờ người ta chưa cạo bao giờ. Bây giờ da còn rất là tốt. Và xen kẽ có những cây thì nhỏ, số lượng cũng không nhiều. Đa số là những cây to như thế này. Những cây này nếu mà giờ áp khí ethylene thì mũ rất là nhiều. Đây là một cái cây cũng khá nè. Cái miệng gốc phải còn nguyên à. Từ đầu năm giờ chưa cạo. Và miệng đục á, phía trên thì khoảng 3 mét rưỡi, cán dao khoảng 3 mét 3 mét rưỡi là cạo được. Cây lá thì xanh mướt. Cây như cây này thì hồi xưa người ta có cạo kéo nhưng mà nó đã liền da rồi. Tuy là tái sinh nhưng mà nó liền da và ở dưới gốc vẫn còn da nguyên sinh. Và từ đầu năm giờ là không có cạo. Từ đầu năm giờ mưa rất là nhiều. Rồi cây này giờ rất là sung sức, đủ nước. Đây có cây rất là to luôn. Những cây này nếu mà áp được khí ethylene thì một cây dày chắc một nhát dao cạo cỡ trung bình, ít nhất thì cũng phải 2 tô đầy, là rất là ít.
là tôi tính giá chót là phải 2 tô đầy, còn tối đa thì không thể nào lường được, tại vì nó cho mủ dữ lắm. Những cây như thế này là mủ phải nói là chỉ lấy xô mà hứng thôi. Cây này toàn bộ là 2-3 năm da xanh, 2-3 năm da xanh hết nha các anh chị và các bạn. Đây 2-3 năm da xanh, 2-3 năm da xanh nhiều mủ hơn 2-3 năm da trắng và không bằng mủ 2-3 năm da đen, nhưng độ cao nhất, độ cao hơn 2-3 năm da đen, nhưng cũng thấp hơn 2-3 năm da trắng, da vàng, da trắng. Thì cây 2-3 năm nó có nhiều loại, có khoảng 3 loại như vậy. Đây là những hình ảnh của cái vườn này, da còn đẹp nguyên hết, đây là không có dấu hiệu bị cạo gì hết. Rồi, hôm nay xin giới thiệu với các anh chị và các bạn cái vườn như thế này. Vườn như thế này thì chỉ có lấy dao cạo lấy thu hoạch thôi, chứ còn chần chờ gì nữa. À, có một cái cây này rất là mướt luôn, rất to nè. Tôi nhìn thấy cái vườn này những cái cây to như thế này là rất là nhiều. Một vườn chỉ cần 100 đến 200 cây như thế này thôi thì là đủ rồi. Một cây này nếu mà cạo bằng áp khí ethylene này nó cho cỡ một nhát dao cạo cỡ 1 ký trở lên, 1 ký là giá thấp nhất, thì 200 cây là cứ một lần cạo là 200 ký là giá thấp nhất. Còn thực tế thì sẽ nhiều hơn nhiều nếu mà bằng cạo bằng khí ethylene nha quý vị và các bạn. Còn mà cạo thủ công thì kết quả thì nó sẽ không đạt như ý muốn, tại vì cạo thủ công thì cây này cũng cao quá rồi, thời gian cạo cũng rất là lâu. Còn nếu mình áp khí ethylene thì mình chỉ khoan, mình đục một cái lỗ nhỏ thôi là đã lấy được mủ rồi, nên mình có thể cạo cả vườn này trong vòng chừng 2 tiếng đồng hồ là xong. Đó là lợi ích của việc dùng khí ethylene khai thác những cái vườn cây mà già thanh lý như thế này. Đây toàn là những cây bự không đó. Và xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem video. Nếu mà thấy hay thì hãy like, hãy đăng ký ủng hộ. Xin cảm ơn rất nhiều, chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại video khác. Xin chào.